Việc giữ giới của bậc thánh có khác gì so với việc giữ giới của phàm phu? Nếu trong trường hợp vì giữ giới mà mất cả mạng sống thì mình vẫn giữ đúng không? Cái giữ giới của phàm nó khác, nó có những điểm giống và khác nhau với việc giữ giới của bậc thánh. Tức là về hình thức á, về hình thức á thì nó là như nha. Tức là nếu như mà một vị tỳ kheo á giới hạnh trong sạch thì chúng ta sẽ không thấy được cái điểm khác biệt gì với giữa một cái vị phàm một vị thánh. Chúng ta sẽ không thấy được cái điểm khác biệt đấy. Tức là về hình thức á thì chúng ta sẽ không phân biệt được y như nhau hết, nhưng mà về cái nội tâm á thì khác nhau. Cái nội tâm của một cái vị phàm mà vẽ giữ giới, vẽ có thể giữ giới vì nhiều cái lý do, ví dụ như vì tôn trọng Đức Phật, vì tôn trọng giáo pháp, vì tôn trọng tăng đoàn, vì giữ giới vì tôn trọng học giới đấy, hoặc là giữ giới vì sợ tội, hoặc giữ giới vì hiểu là mình cần nó để phát triển thiền định, phát triển tuệ giải thoát. Tức là vì một cái vị tỳ kheo mà khi vẽ giữ giới đó, một vị tỳ kheo phàm mà khi vẽ giữ giới đó, hoặc là một vị cư sĩ phàm vẽ giữ giới, có rất nhiều những nguyên nhân để cho vị đó giữ giới. Tức cái tâm ấy, cái lý do mà người đó giữ giới có nhiều lý do. Còn một vị thánh á, thì vẽ giữ giới nó bởi những cái lý do sau đây. Thứ nhất là cũng là vì tôn trọng Đức Phật, vì tôn trọng giáo pháp, vì tôn trọng chư tăng, vì tôn trọng học giới. Cái điểm này thì giống, nhưng một một điểm này khác nè, vị đó không cần phải giữ giới để phát triển những cái pháp cao hơn, mà vị ấy giữ giới thêm một lý do nữa, vị ấy giữ giới đó là vị ấy không còn cái khả năng phạm giới. Ví dụ như chúng ta giữ giới không sát sanh thì nó chỉ đơn giản là mình không sát sanh là được rồi. Còn thí dụ như con kiến, kiến nó bò, mình cầm cái chổi mình quét, mình với cái suy nghĩ là mình mong làm sao mà đừng có con kiến nào chết. Mình quét rồi không có ý muốn giết nó, nhưng mà nếu như lỡ có con nào nó chết thì mình cũng không phạm giới sát sanh, ví dụ như vậy. Nhưng một vị tỳ kheo, một vị mà thánh, một vị thánh mà vị ấy giữ giới không sát sanh thì vị ấy đi đến một cái mức độ là vị ấy không có làm ảnh hưởng, làm phương hại đến chúng sanh khác. Tức là dù vị ấy không còn cái khả năng giết hại đã đành rồi, mà vị ấy cũng không muốn làm cho chúng sanh phải bị đau khổ. Tức là nếu như chúng ta giữ giới thì chúng ta còn có cái chuyện là chúng ta đánh đập, đánh con chó, đánh con mèo để mà mình hù, mình dọa, mình đuổi nó đi. Nhưng mà một vị thánh thì vị ấy ngay cả cái chuyện mà đánh đập vị ấy cũng không có làm. Cho nên cái trạng thái tâm lý đó thì giữa phàm và thánh có sự chênh lệch. Và Đức Phật có nói như thế này: những gì mà Đức Phật dạy đó, những cái điều học mà Đức Phật dạy đó, hãy ráng giữ, dù cho có phải mất mạng sống. Tức là đó, dù cho có chết đi chăng nữa đó, thì vẫn phải giữ giới. Những cái điều mà Đức Phật đã dạy thì vẫn phải giữ giới. Và sư có trong cái lớp Kinh Trung Bộ, sư có định nghĩa về cái giới cấm thủ là như thế này. Giới cấm thủ đầu tiên là chúng ta giữ những cái điều học mà của ngoại đạo, tức là những cái học giới không đưa đến giải thoát giác ngộ mà chúng ta cho rằng nó đưa đến giải thoát giác ngộ.
những cái học giới không mang lại sự trong sạch mà chúng ta nghĩ rằng nó mang lại sự trong sạch. Ví dụ như có những người họ giữ một cái giới rất là lạ, đó là không có như là không có ăn đồ ăn của bà bầu cho, ví dụ như vậy. Mà nếu như ăn phải thì xem như là phạm giới và họ giữ cái hạnh đó. Hoặc có những người họ giữ cái hạnh là họ không có sinh hoạt như con người mà họ sinh hoạt như con chó chẳng hạn. Đấy. Và họ nghĩ là nó đưa đến giải thoát giác ngộ, thì đó là giới cấm thủ. Tức là những cái điều học không phải do Đức Phật ban hành ra, nó không đem lại giải thoát giác ngộ mà họ vẫn thực hành, họ cho rằng nó đem lại giải thoát giác ngộ, thì đó là giới cấm thủ. Cái thứ hai là giới cấm thủ, tức là cái việc mình giữ giới mà mình tự mãn, tự ngạo, mình kiêu ngạo về việc giữ giới thì đó là giới cấm thủ. Đây là trong chú giải nha, trong chú giải nói khi chúng ta giữ giới, dù là năm giới của Đức Phật dạy hay là 227 giới tỳ kheo, thì nếu như chúng ta giữ giới mà chúng ta kiêu ngạo vì chúng ta giữ giới đó thì đó là giới cấm thủ.